gia đình luôn tiếp nối những chuyến ngày rắc rối khi cùng chung một mái ấm mà ba thế hệ chấp nối. Thủ lĩnh là ông nội, coi trọng hủ tục, kế đến là chú, vừa nhìn đã đủ gục. Con trai cả thì chuẩn men, con trai út thì trái ngược. Hai nàng dâu không hòa thuận cho nên khó mà hợp được, nên trong nhà được cưng nhất luôn là cháu đất công, vì cô chị rất trầm tính lại còn ít hoạt ngôn. Sống trong gia đình nhiều lúc không dung hòa, thành ra nhiều câu chuyện trong nhà xảy ra. Gì mày mong anh nói? Bộ muốn chết hay sao? Muốn chết mới nói vậy á? Đứa nào đồn tao như vậy? Trời ơi, nói nghe, con bạn chị Lệ đó. Trời ơi, mày chưa biết đâu. Trời ơi, nó đi đồn cho nguyên cái trường hả, là mày đi bán kem trộn. Mà tao là bạn thân của mày, tao biết là mày trộn kem mày bán cho nên mày làm mày hơn mức kem trộn xíu, hiểu không? Nó đồn vậy là mốt heo mày mất hình tượng hot girl rồi mốt rồi. Trai nó nhìn mày làm sao? Chưa. Hèn gì, bữa giờ tao bán ế, like của tao cũng giảm luôn mày biết không? Bữa là like tao 10 mấy k, bây giờ còn có 5 k à. Thấy chưa, tao nói với mày rồi ha, chuyện này ha mà còn tiếp diễn ha là like của mày chỉ bằng 50 của tao thôi, mày hiểu chưa? Bây giờ xử đi. Nó ở đâu? Dẫn tao đi gặp nó. What? Nó đó, con Bành Thị Lệ. Sao mày dám đồn tao bán kem trộn hả? Mày đồn Thiên Thanh bán kem trộn phải không? Dạ. Có không? Dạ có. Nhưng mà em đồn mà Hồng Thanh chứ em có đồn Thiên Thanh. Mày biết hả mày? Nguyên cái trường này ai không biết, còn con Thiên Thanh nó trộn kem nó bán. Tao cảnh cáo mày, từ nay trở về sau, tất cả những gì liên quan đến Thanh tao đều không muốn nghe. Dạ. Từ mày. Dạ. Qua khoanh tay xin lỗi cho tao. Dạ em xin lỗi chị Thanh. Chưa có thành ý. Dạ em xin lỗi chị Thanh. Mai mốt em không dám đồn chị bán kem trộn nữa. Dạ được chưa anh? Dạ dạ sao anh? Dạ em xin lỗi anh Hồng Thanh, mày mốt anh em không dám đồ anh thèn phay nữa. Đi đi. Ba cái thứ đàn bà nhiều chuyện như vậy anh ghét lắm. Nhộn cái gì? Im mày. Anh xin tự giới thiệu, họ của anh là Anh, còn tên của anh là Hùng, mọi người thường gọi anh là Anh Hùng. Anh Hùng thiệt mà. Chắc thằng mỹ nhân. Kể từ nay trở về sau, ai mà đụng đến Thiên Thanh là coi như đụng đến Anh Hùng rồi. Mặt đẹp mà tâm hồn quỷ sứ. Cái gì mà mặt đẹp tâm hồn quỷ sứ đây? Mặt đẹp tâm hồn quỷ sứ dữ lắm. Ủa anh đang nói ai vậy? Anh đang đọc báo. Anh đang đọc báo anh nói thằng này chứ không phải nói em. Em đẹp mà tâm hồn vẫn là thiên thần luôn. Anh đang nói thằng này nè. Chuyện gì? Người ta mới bắt được nó nè. Thằng này là hả, là chuyên gia lừa gạt mấy đứa con gái mới lớn á, lừa đảo người ta. Trời ơi đẹp trai gì mà sao mà làm mấy cái chuyện ta cười dữ vậy ta. Trời ơi em cũng bị dính luôn hả? Trời ơi em mới đọc báo nè. Vợ thì suốt ngày đi dạy rồi ở bên cạnh chồng thôi, làm gì mà bị lừa gạt. Tự nhiên nói tới xong tự nhiên vợ nghĩ đến con gái mình chồng ơi. Cái gì, trong đó mấy đứa đó có con gái mình nữa hả? Không có. Trời ơi, tên tuổi ra đây người ta có, nếu có thì mình phải biết rồi, công an nó báo cho gia đình mình rồi. Làm hết thôi. Tự nhiên nói xong tự nhiên vợ lo á. Mà bữa giờ con cái mình, người yêu sao mình cũng không quan tâm được gì luôn á chàng. Trời, nó cũng mới lớn á, tâm hồn nó non nớt lắm. Mà nó gặp mấy thằng này cứ thế nào cũng bị lừa đảo rồi. Nó còn đang đi học. Mà lỡ mà nó có e rồi, chết luôn á trời. Mà chồng cũng phải an tâm đi. Nhưng mà em còn bị lừa, đừng nói ai. Em bị lừa nào? Bị lừa. Lúc nào? Hồi đó đó, bị anh lừa nè. Chồng càng nói vợ càng lo.
Họ nhiều khi nhiều cái ha. Giờ nó cũng lớn không hiểu nó sao. Bây giờ cái chuyện tình cảm đó thì nó không có cấm, nhưng mà phải rõ ràng, lỡ thằng đó người xấu rồi nó lừa gạt sao, đúng không? Nhưng mà bây giờ vợ chỉ nói thôi, chồng nhiệm vụ ở nhà, chỉ có đi ship hàng và lo cho con, hỏi han con một tí xíu. Vợ chỉ nói như vậy thôi. Chồng coi sao, con mà bị gì á là vợ không có sống nổi, mà chồng cũng không sống nổi với vợ đâu. Trời ơi, anh Hùng đẹp trai quá hả? Vào đi, cửa không khóa. Ủa? Ba. Con gái của ba. Sao bữa nay ba vô thăm con vậy? Trời ơi, thì mình chung một nhà có gì đâu mà bình thường. Lâu lắm rồi ba mới vô thăm con luôn á. Thì ba thì lúc nào cũng quan tâm con, tại công chuyện nhiều quá ngày hôm nay. Có chuyện gì nè? Ba rảnh rỗi, ba qua nói chuyện với con. Con đang làm gì vậy? Con mới vừa đi học về luôn. Nãy ba kêu ba nghe Hùng Hùng gì? Hùng gì đâu ba. Hả? Chắc là con coi siêu anh hùng, coi phim siêu anh hùng. Mới vừa có phim siêu anh hùng hay lắm. Con tám với bạn con thôi chứ có gì ba. Con đang làm gì? Con mới đi học về. Bữa nay ba trí nhớ kém quá. Mới nói còn chút là sao quên rồi. Tại mấy cái chuyện này là thường thường để mẹ con nói, nhưng mà mẹ hôm nay ba phải nói. Chuyện gì vậy ba? Nghiêm trọng lắm hả? Còn... nhìn mặt ba canh căng thẳng ghê. Con càng ngày càng lớn à. Lớn quá trời. Lớn giống mẹ ghê. Đẹp hả ba? Ý là đẹp đúng không? Mà vậy nè, con lớn rồi. Dạ. Thì con đẹp nữa. Thì lúc mà con đẹp á, dạ, thì coi chừng có nhiều người không được tốt, lừa gạt con, rồi ăn hiếp con. Trời ơi, bà yên tâm đi, hồi đó giờ con lợi dụng người ta thôi chứ. Đúng rồi, ý bà nói là sợ con bị lợi dụng á, mà bà biết không biết nói sao. Thì đó trong trường á, dạ, có sợ đẹp vậy nè, rồi mấy thằng lợi dụng con. Không sao đâu, con lợi dụng người ta không à. Con lợi dụng người ta không hả? Nhưng mà lợi dụng người ta không có tốt nha con. Dạ đúng rồi. Vậy nè, thì giờ cũng khó nói quá. Ý của ba vậy là nó mới thẳng lên luôn á. Dạ. Nó thẳng lên luôn á là bây giờ thì con cũng đã lớn rồi, thì sẽ nảy sinh những cái tình cảm rồi. Trong lớp con có thích ai không? Không, trời, mấy thằng trong lớp con cù bắp xấu không à. Thì lớn lên thì sẽ có những cái tình cảm trai gái phát sinh. Dạ. Thì ba biết mà, hồi đó đồng lứa tuổi của con á là ba cũng vậy. Thì đó, thì ba biết người ta. Không có, ba bị người ta lợi dụng, với lại hồi đó ba khờ lắm con thiệt. Mà ủa, đang nói chuyện con mà. Dạ, dạ. Trời ơi, mày gài gài tao nói kể hồi chuyện hồi xưa. Là vậy nè, biết sao không? Nếu mà có chuyện trai gái mà tình cảm xảy ra đó, thì con cứ về thẳng thắn nói với ba, tâm sự với ba, tâm sự với mẹ. Dạ. Tại vì ba với mẹ là người lớn đi trước, rồi biết được những cái tâm sinh lý, những cái gì đó, ai là người tốt, ai là người lừa gạt, ai là người lừa đảo con, rồi kể cho ba mẹ nghe thoải mái, giống như hai người bạn vậy chứ. Dạ, dạ. Không có gì hết nha con. Ba yên tâm đi, con là trong chuyện tình cảm là con rất là chú ý mấy cái đó, con không có bao giờ mà vi phạm, hoặc là con không có bao giờ mà tiến tới. Có chuyện gì cứ vậy kể mà nghe. Dạ, dạ, nghe, dạ. Nghe chưa? Không méo, không méo, không méo. Con đi học nên con giữ lắm. Rồi, yên tâm nha. Cứ kể ba mẹ biết, chứ không có gì giấu trong bụng hết, nghe chưa? Không lâu lâu ngày giấu bụng thì bụng nó sẽ sình lên, nó sẽ bự bụng. Không sao, con biết rồi ba. Ôi, ba về đi, để con còn học nữa, học bài. Đúng rồi, con gái phải học học. Nha ba, ba đi cẩn thận nha ba. Đâu mày? Thì tao đi học. Không ai đi học mà đựng đồ vậy nữa. Có mày, đầy ấy. Mày đâu, nói thiệt đi. Đi học. Mày đừng có xạo. Tao biết hết rồi. Biết gì? Ha, Hùng ha. Anh Hùng cứu mỹ nhân hả? Mày coi chừng á, tao sẽ mét ông nội. Ông nội ơi!
Mày nghĩ con người tao sống vì tiền bạc hả? Mày đừng có cái kiểu đó. Ok, vậy mày không cần tiền đúng không? Đưa đây mày. Mày cứ phó tiền tao. Tao mấy ông nội này, ông nội ơi. Thôi, mày cầm hết đi. Mày đừng bao giờ khi dễ cái nhân cách con người tao. Anh Hùng với gì? Ok, tao thề sống thì chết với mày luôn. Tao sẽ không nói ra nghe hết. Mày hứa với tao. Không bao giờ tao tiết lộ với tao nha. Mày hứa tao với mày. Ba mẹ mày không bao giờ biết được, ông nội cũng sẽ không bao giờ biết được. Tôi cảm ơn mày. Chuyện này trời biết đất biết, tao biết, không ai biết nữa. Ok, đi chơi vui vẻ nha. Cố lên. Đi. Ủa ba. Con. Bữa nay ba không đi ba ế show shipper hả ba? Sao nhà đọc báo vậy? Rất chiều chiều quá mới đi. Ba. Mời ba. Trời ơi, con gái tôi làm sự đậm lành cho ba luôn đó. Ba mỏi ơi. Không ba? Đọc báo mà mỏi gì con? Trời ơi, con gái nhờ được ghê rồi đó. Ba mà để con trai đâu được nhờ đâu. Ba. Đây. Gì con? Nay ở nhà chơi ba phải không? Rất chiều chiều mới đi. Bữa nay con đi học với ba. Mà con đóng tiền học thêm 1 mét. Đi học thể dục quá hả? Dạ không, 1 mét hả? Không. 1 mét là 1 triệu á. Con đóng tiền học thêm. Ờ thì đóng đi con, đi học rồi đóng. Ba cho con tiền rồi. Chừng nào con học thì bây giờ ba cũng bây chưa giờ, có tiền. Bây giờ luôn, bây giờ con đi luôn. Bây giờ đi học luôn hả? Bây giờ đóng tiền luôn hả? Thì bây giờ đi học thì đóng tiền bao nhiêu? 1 mét hả? Dạ. Trời ơi mấy cái ngôn từ kỳ quá. 1 mét là 1 triệu hả? Mà cô đi học cái gì vậy? Dạ con học môn sinh học. Đi học sinh học? Dạ. Mà sao học sinh mặc đồ kỳ lạ vậy? Đứng dậy ba coi coi. Đẹp không ba? Mới mua luôn á ba. 150. Đi học mà sao mặc đồ đẹp quá vậy? Con mặc cái áo gì sao bị lỗi rồi? Nó mất hết một bên vai vậy? Không có đâu ba. Kiểu nó vậy á. Giờ thời trang là vai xéo. Bạn con bận nhiều lắm. Mà đi học mà sao học sinh xịt dầu thơm thơm nước nồng vậy? Ba kỳ quá, tự nhiên ra đường con phải có mùi xíu chứ, mùi xịt vô nước hoa xíu chứ ba. Con gái lớn rồi mà ba. Thì ba biết là con lớn rồi, với lại ba công chuyện đồ lu su bu quá, không có quan sát con, theo dõi con nhiều. Nhưng mà con ngồi ở đây thôi, học sinh là học cái gì vậy? Dạ học tâm sinh lý. Bắt ếch đồ không? Có đúng rồi, bắt ếch bắt chuột nữa. Nên con phải mua mấy cái đồ đó, mới mua mấy con ếch rồi này kia đó ba, nhiều tiền. Nhưng mà cố gắng học cho giỏi là được rồi đúng không? Tiền bạc với ba không có tiếc con. Ba cho tiền nè. Học miễn sao là học thiệt là giỏi. Dạ con đi nha ba, con chở học rồi. Bye bye ba. Nhớ đi học xong là về sớm, không có đi lạc nhà. Dạ, con biết rồi. Nhỏ này. Nó lớn rồi không có theo dõi được nó nhiều. Nay không đi học hả mày? Khỏe không chú? Khỏe không khỏe? Chú mày đau không? Dạ đau chú. Đau là biết khỏe rồi. Chú biết 2 cộng 1 bằng mấy không chú? Đố toán học với tao hả? Nãy hỏi gì? 2 cộng 1 bằng mấy? 3. Ủa dẫu quá ta. Giờ đố mày nè. Dạ. 2 cộng 1 bằng mấy? Bằng 0. Ngu bò. Có thấy trên mạng nó nói á. Em bị điên hả? Hai đứa đang quen nhau mà có đứa vô là chia tay luôn. 2 cộng 1 bằng 0, ghê không? Mấy chuyện tình cảm mà mới lớn vậy hả? Dạ. Sao kỳ vậy? Sai toán học quá vậy? Hai yêu nhau á mà có con đứa vô nè, chú nghĩ là hai đứa này nè, đứa vô kỳ lắm. Là chia tay luôn. Chú phải hiểu. Cái giới trẻ bây giờ nó yêu nhau vậy chú. Không mà cái đó chuyện chú tính sao? Tại bây giờ là con gái chú là chưa có chuyện mà 2 cộng 1 bằng 2 gì, 2 cộng 1 bằng 0 gì đâu. Nó còn lo học. Nó học ôi, giỏi. Chú ơi. Chú khi dễ đó rồi chú ơi. Chú khi dễ con gái chú rồi. Khi dễ là sao mày? Tao thương nó không hết, tao bao giờ khi dễ nó đâu. Ê đúng rồi. Có mày á, đồng trang lứa. Rồi mày hiểu được những cái tâm sinh lý hiện đại bây giờ. Chú lo đi làm quá, không có lo để ý nó rồi quan sát chăm sóc nó. Con thấy lúc này tâm sinh lý nó làm sao? Chú đâu có coi thường nó hay là gì đâu. Mày kể tao nghe coi để tao biết rồi tao chăm sóc cho nó để sát sao hơn. Để nó không bị lạc lõng cô đơn, hiểu không? Thôi em được rồi chú ơi.
Chuyện của ai nấy lo, của nó tiện con kể chi kỳ lắm, thành ra nhiều chuyện. Thì bây giờ chú cũng là chú trong gia đình của con rồi, với nó cũng là người trong gia đình hết trơn rồi. Bây giờ kể chú nghe, chú biết chú chăm sóc. Rồi mai mốt có chuyện của con cái gì, rồi chú kể cho ba má con nghe, ba má mày đuổi người ta được. Cũng kỳ đó, nói vậy là chết con đó. Thì mấy cái chuyện xấu xa của mày tao bao giờ tao kể đâu, tao giếm nhẹ hết mà. Giếm nhẹ con. Chứ nếu mà nói thẳng ra là mày đuổi là được từ lâu mấy đời dương rồi. Bây giờ kể chú nghe. Bây giờ chú muốn biết chuyện gái chú không? Ừ. Này không phải còn nhiều chuyện nha. Còn gái chú sao? Giờ chú mới lãnh lương đúng không? Ngày nào chú cũng lãnh á, ngày lãnh được 20, ngày lãnh 30 thì gộp lại thì cũng có tiền. Ngày 20-30 mà bây giờ nãy con thấy tờ 500 rõ ràng, 20-30 gì? Thì để dành tích góp mày. Tích góp đúng không? Để nuôi con, nuôi cái, nuôi vợ. Thì đó, chú phải hiểu con không phải là nhiều chuyện. Nhưng mà mình đàn ông với nhau, mình lớn rồi mình phải hiểu cái một cái sự mà giao thoa giữa cái nền văn hóa chứ, hiểu không? Chuyện muốn có qua thì phải có lại chứ, hiểu không? À, hồi nãy mày vỗ vai tao quá trời, vô vỗ lại. Chú à, chú lớn rồi, sao chú suy nghĩ ổn ổn xíu chú. Ổn mà, chú cũng đâu thời đại như con. Gì? Đó, ít nhất cũng phải cho con xíu lộ phí qua đường chứ. À, chú hiểu. Ơi, chịu nói sớm thằng Quỷ Sứ này. Chú là đàn ông, chú hiểu mà. 28.000 à. Một chiếc của tao á nha mày. Sao? Trời ơi chú, lộ phí rồi đó. Trời ơi chú nghĩ sao vậy? Rẻ quá vậy? Thì hết một cuốc của tao rồi đó mày kêu lộ phí. Thì tao đi shipper một cuốc tao được 28.000 thì vô đưa mày một cuốc lộ phí 28.000 rồi đó. Chú lớn mà chứ sao chú keo quá ta. Bây giờ nè, chú đưa 28.000 phải không? Con chỉ nói được một chữ thôi. Con nói một chữ thôi. Mà cái câu đó bao nhiêu chữ? Cái câu đó rất là dài nhưng mà con chỉ nói được một chữ cho chú thôi. Thì mày nói thử chữ đầu coi. Bầu. Con đi đây. Chữ bầu cái gì? Mày khỏi mày đưa ra mày thêm tiền nữa, tao không biết mấy câu sao rồi. Bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống như chung một vàng. Giống như là con gái tao lúc nào là sống trong lớp, không trang hòa, bạn trai bạn gái trang hòa với nhau tại chung một lớp. Thì đó chú, sắp đẻ rồi nha, con đi nha. Hey. Sao chú? Sao? Ủa chú ngồi đây nãy giờ hả? Bầu là, không phải trái bầu là. Cái gì? Nó đó. Nói thêm chữ. Chú phải muốn biết nguyên câu chuyện đúng không? Biết. Bây giờ chú có nhiêu tiền chú đưa đây. Thì nè chú, 500 mấy rồi. 540 nữa nè. Ừ. Sao mày kể tao nghe? Con... Biết tao ngăn chặn liền chứ. Rồi bây giờ con sẽ kể chú nghe toàn bộ câu chuyện. Chuyện là như vậy. Trời ơi! Phòng khám siêu âm 4 triệu. Siêu âm gì ta? Tưởng nấu đi khách sạn chứ, siêu âm thì chắc được. Sao nó siêu âm nhanh vậy ta? Mà siêu âm gì trời? Con tôi bị hay là thằng đó nó bị? Gì siêu âm? Sạn thận hả? Hay là bị gì trời? Theo dõi tiếp mới được. Anh đỡ như cái bập. Đau quá anh ơi. Chị vô đây siêu âm hả? Trời, chị bị sơ gan hả chị? Có bầu. Chị có bầu. Vậy là con gái em có bầu luôn rồi. Vậy là chị không có bầu. Lên đi. Rồi tự đi vô nha. Trời ơi, con gái tôi có bầu. Không được. Trời ơi trời. Anh ơi anh gọi nước giúp em. À, cho anh ly nước ấy đi. Quán em không có nước ấy. Anh gọi các món khác cho mình thôi.
Không có nước ấy có nước gì? À nước ép sinh tố cà phê. Không có nước ấy có nước ép hả? Ờ cho anh ly chuối ép đi. Ừ, quán này để em hỏi quán rồi em báo lại anh nha. Ờ. Cảm ơn. Thanh bị sao vậy? Ờ Thanh không sao đâu. Chuyện đó bây giờ Thanh tính sao? Giữ hay bỏ? Ờ, Thanh nghĩ thôi giữ đi. Nên bỏ đi. Không có lúc này thì có lúc khác mà. Giữ đi mà. Ba của Thanh cũng dễ lắm, không sao đâu. Trời ơi, bỏ đi. Việc học của Thanh quan trọng hơn mà. Giữ được mà. Đừng lo. Bỏ đi mà. Nghe lời Hùng đi. Ờ, vậy thì bỏ. Hùng Lan, mày chưa thấy mày, mày làm con gái tao có bầu. Bây giờ mày xúi con gái tao bỏ cái bầu thai. Dầu gì cũng làm giọt máu sinh linh của gia đình tao. Mày nuôi không nổi thì để tao về, tao ráng tao cài chạy hơn, tao nuôi cháu tao. Ba, xúi bỏ hả? Cái gì vậy? Giọt máu gia đình gì ba? Con đừng có chối nữa, ba theo dõi con từ nãy giờ rồi. Từ lúc mà hai đứa đi dạo ở công viên xong rồi vô siêu âm có kết quả, xong ra đây hai đứa bòn bỏ hay không bỏ. Bây giờ cuối cùng con bỏ là sao? Dầu gì cũng là cháu của ba mà. Trời ơi, ba hiểu lầm rồi. Con với Hùng đi toilet thôi, không có đi siêu âm gì. Đi vô nhờ toilet trong phòng siêu âm, hiểu không? Đi nhờ toilet trong hay phòng siêu âm? Ừ, xung quanh không có chỗ nào đi toilet hết á. Chỗ nào nhạy cảm vậy con? Trời ơi, nhưng mà còn cái vụ mà bỏ hay không bỏ là cái gì hả? Trời ơi, cũng là sự hiểu lầm luôn. Hùng mua vé cho con với lại Hùng đi xem phim. Nhưng mà ngày đó là con đi học thêm. Con nghĩ là xin nghỉ học thêm rồi đi coi phim được. Nên con nói là bỏ hay không bỏ là bỏ vé hay không bỏ vé đó. Ba hiểu chưa? Phải không con? Dạ. Ba thiệt là ba làm con mất mặt lắm luôn á, ba biết không? Cái ba hồ đồ quá. Vậy là con không có bầu đúng không? Bầu đó mà bầu. Ba làm con mất mặt quá đi. Mình xin lỗi Hùng nha. Ba đừng có nói chuyện với con nữa, đừng có gặp con nữa. Thanh. À, ba xin lỗi con, ba cũng hồ đồ quá. Hai đứa mình về nha. Con à. Cái gì vậy trời? Tôi không nói được câu nào luôn á. Con gái, con đứng lại cho ba nói với con vài lời coi. Thiệt tình đó là ba xin lỗi. Tại ba thương con quá thì ba hơi hồ đồ vậy thôi, chứ lần sau ba không dám gì nữa. Ba thương con mà ba làm vậy trước mặt mọi người hả? Làm con mất mặt luôn á. Ba nghĩ sao vậy? Thiệt tình là tại vì ba lo lắng cho con rồi ba mới theo dõi con rồi ba mới làm sùm vậy. Tại ba sợ là có chuyện gì đó không hay. Với lại tại con nữa, con nói con đi học mà cuối cùng con đi uống cà phê làm ba hiểu lầm. Với lại có một số cái nguồn tin cấy vô đầu ba mới làm quá như vậy. Trời ơi, ba rảnh rỗi á, không đi shipper thì ba ở nhà ba đọc báo tùm lum tà la hết. Ba nghĩ tào lao tùm bậy tùm bạ không à. Con lâu lâu con đi xả stress một xíu, con nói với ba là ba ngăn cản con sao? Ba không cho con đi sao? Không có đâu, thì bởi vậy ba nói là con có chuyện gì cứ nói chuyện với ba. Tại một phần là ba thương con. Với lại tại sao? Tại thằng Quỷ này nè. Tại thằng Quỷ này nè, nó nói với ba là con có bầu sắp đẻ, kêu ba chuẩn bị tâm lý làm ông ngoại đi. Bây giờ mới lo lắng cho con vậy chứ. Mày tới đây mày quá đáng rồi nha chưa? Mày lấy tiền của tao rồi mà mày còn nói với ba tao vậy hả? Cái gì? Nó có lấy tiền của con nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi, nó lấy tiền của ba, bao nhiêu tiền của ba? Ba đưa hết cho nó luôn. Nó nói với ba là nó đang có một cái bí mật của con, khai với lại ba, cuối cùng đưa hết tiền của ba cho nó luôn. Nó nói là con có bầu sắp đẻ. Trời ơi. Mọi người ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái gì vậy? Mày không biết gì hết hả? Không hiểu gì hết, mọi người đang nói gì vậy? Tự nhiên con bước từ trong phòng ra cái hay diễn kịch hả? Mày lấy tiền của tao, mày nói con gái tao là có bầu sắp đẻ. Chú à, chú lớn rồi, chú nói cái gì mà có thật đi chú. Chứ lấy tiền hồi nào? Giờ nó chối kìa ba. Không có, tao không có lấy tiền. Mày giờ mày lấy tiền của tao nữa. Tao có lấy tiền của mày, nhưng tao không có lấy tiền của chú. Vậy là sao? Không phải, tại tao nó nói... giấu cho mày rồi. Nhưng mà mày lấy tiền của tao, mày cũng đâu có giấu đâu. Tao giấu cho mày mà, ủa? Chứ sao ba tao biết? Vậy là chú tìm cách nào vậy mà chú biết hay vậy? Là vì chú đâu biết gì đâu, là mày tại nó con có bầu mới làm quá chuyện như vậy con. Mày có tin ba mày, tao không bao giờ lấy tiền của ba mày. Có. Mày tin tao đi. Mày con nhỏ này. Mày lè lưỡi ra coi.
Rồi mày lượn rồi, lượn lại coi. Đúng thiệt là cái thằng lưỡi không xương nhiều đường lắc léo à. Nó xạo, mày coi tính ma nó. Bây giờ rồi. Mày đánh tao đi. Trời ơi. Thôi đừng rồi. Bây giờ ai nói thật thôi. Biết đi. Đã đến nước này thì tao cũng sẽ nói sự thật luôn. Thật ra chú Nghĩa có con nghiêng ở ngoài. Ba. Ba mày giấu biết bao nhiêu năm nay. Trời ơi. Mày chuẩn bị có anh đi. Chú Nghĩa. Mày lè lưỡi ra coi. Mày chết cha mày dưới đâu. Mày con tin ai? Con tin ai? Con tin ba. Mày xạo. Mày lấy tiền của tao rồi. Mày còn khai man. Mày còn khai man. Nhớ nha mày. Rồi mày làm gì được tao? Ơi. Tao ghét mày quá Thanh ơi. Con sao vậy? Đau lớn lắm đúng không? Ông chú có cách này nè, giúp con vơi dịu đi nỗi đau. Đây, để em chú mở nhạc lên. Âm nhạc sẽ giúp con làm vơi dịu điều nỗi đau. Ông chú này bình thường không vậy? Bình thường mà. Sao? Con thấy nhẹ lòng không? Chưa. Con bớt đau chưa? Chưa. Hãy lắng nghe âm nhạc đi. Chết rồi. Ở nhà nấu cái gì ăn thì bây giờ ai cũng tản tản hết rồi. Em đi chị. Uống thuốc nè bà. Em cảm ơn chị. Cô bình chị là thương em. Ông chú làm ơn dẹp cái tiếng piano giùm con cái. Đã nói là dẹp đi rồi mà. Chị em cảm ơn chị. Em hiểu chịu à. Cái gì vậy chị? Nè. Ông chú. Sao vậy? Cái gì vậy ông chú? Dạ coi. Nè. Cái gì vậy? Anh Gấu ơi, chỗ này đẹp quá à. Bởi vậy em mới dẫn em ra đây chơi chứ. Ủa, mà em thích không? Dạ thích. Anh Gấu làm điều này em còn thích hơn á. Chuyện gì mà anh không làm được? Bé Dịch nói đi, anh làm cho. Dạ, anh Gấu làm cho bé Dịch Huyền thì hạ xuống dưới đi. Chuyện nhỏ, ngày mai em ra đây đi. Anh sẽ xếp thuyền cho bé Dịch thả. Anh hứa đi nha. Móc mé đi. Em sao vậy? Làm mình ghét tiếng piano dữ vậy? Thì nói chung chuyện của tôi á, ông chú không có cần biết, không cần quan tâm gì hết á. Ông chú chỉ cần biết á, là từ bây giờ mỗi lần có mặt của tôi thì đừng bây giờ đánh đàn piano nữa. Vì một khi đã yêu rồi, tình cảm đâu phải dễ phai đi. Xem tập 24 Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 21:55 thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2018 trên kênh HTV7. Không xa cách đâu nên yêu người không hoài nghi, rồi người đành tâm quay bước đi, chẳng dám tin rằng một lúc xa rồi mà lầm lòng mang bao vết thương. Tìm nhau chẳng dễ, thế có sao để lạc nhau giữa cơn bão giông.